Cái gì à? Bánh gà ăn cái 3 mét thì chạy chuẩn. Sửa trên là 7 chiếc. Cái trên cái thứ mày chuyển ra đây vậy? Chuyển rồi. Đông này đến lượt rồi. Dấu đâu? Nhá. Đông này có mà bao giờ mà đến lượt. Lâu lắm. 10 giờ, 11 giờ cái mày làm xong rồi. Các trợ thủ thử chức, nếu chúng ta đã thực hiện xong hai tên bắn thử, bắt đầu vào 10 tên bắn tính điểm, bắt đầu 10 tên tính điểm theo hai tư thế: 5 tên tư thế quỳ bắn trước và 5 tên tư thế đứng bắn sau. Và theo thống nhất của ban tổ chức để đảm bảo thời gian thì chúng ta sẽ từ loạt sau loạt nữ này chúng ta sẽ bổ sung thêm 2 bia nữa là 8 bia để bắn cho nó đảm bảo thời gian. Với số lượng vận động viên đăng ký tham gia bắn là rất đông và thời gian thì cũng đã gần 10 giờ. Vậy ban tổ chức quyết định là chúng ta sẽ sau loạt bắn của nữ này chúng ta sẽ bổ sung thêm 2 bia nữa. Chị ơi. 7 ơi. 8. 8 rồi. 7 luôn. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo loạt bắn tiếp theo để các vận động viên chuẩn bị. Biệt vị trí số 1 Đinh Văn Dũng. Vị trí số 2 Hà Văn Trang. Vị trí số 3 Nguyễn Văn Nguyên. Vị trí số 4 Đinh Quang Sáng.